Sau 2 tháng thử nghiệm, tối qua, dịch vụ gọi xe công nghệ Uber đã chính thức ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một ứng dụng gọi xe công nghệ và trong đó thì có cả taxi và xe ôm do một nhóm kỹ sư người Việt tại Đức phát triển, đem tới một làn sóng mới trong dịch vụ gọi xe công nghệ tại Việt Nam. Ứng dụng gọi xe Uber là dự án được phát triển từ năm 2015 bởi một nhóm kỹ sư công nghệ người Việt du học ở châu Âu và kế thừa từ nền tảng công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Cho tới năm 2018, Uber mới chính thức triển khai tại Việt Nam với tham vọng trở thành nhà cung cấp dịch vụ gọi xe hàng đầu. Với nền tảng hỗ trợ đa dạng cho nhiều loại phương tiện bao gồm xe hai bánh chở khách, xe hai bánh giao hàng, xe bốn bánh, xe cho thuê, xe tải chở hàng và xe khách đường dài nhằm kết nối nhu cầu đi lại, công tác, vận chuyển và hơn nữa là trải nghiệm du lịch. Theo đại diện thương hiệu này của hãng, Uber là viết tắt của cụm từ Am Besten Fahrer. Cụm từ này nghĩa là người lái xe tốt nhất và cũng có nghĩa là hoàn hảo, tuyệt vời nhất. Đại diện hãng này cũng thông tin ứng dụng hoàn toàn thuần Việt. Bản đồ dùng trong ứng dụng này được tự xây dựng, không dùng nền tảng của Google, có tính năng mới như là tài xế có thể chuyển tiền trong tài khoản cho nhau. Riêng về số vốn đầu tư cho ứng dụng này không được tiết lộ. Như vậy, nếu như cả Didi Chuxing, Gojek và Việt Nam cùng với một loạt các ứng dụng nội địa khác như là Tinet, Vato, Uber, thị trường taxi, xe ôm công nghệ Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động trong thời gian tới. Grab có thể mất đi vị thế độc quyền tưởng chừng như có được sau khi Uber rút lui.